Hello my friend. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của mình. Ok. Tiếp theo series ngày hôm nay, ở tập này thì mình sẽ tiếp tục quẩy danh và làm nhiệm vụ clan anh em ạ. Ok, clan của mình hiện tại là đang thiếu một thành viên nhá. Anh em nào mà muốn vào cùng clan của mình làm những nhiệm vụ, lấy những phần quà hấp dẫn thì có thể nộp đơn nhá, mình sẽ duyệt. Em nào nhanh tay thì sẽ được nhá. Hiện tại clan của mình còn thiếu một thành viên thôi. Anh em làm rất là chăm chỉ luôn, những cái bạn ở cuối cùng này làm được 238 điểm này, nhưng mình cũng sẽ không kích đâu. Bởi vì cứ có đóng góp là được, miễn sao anh em được dương 6 là được. Anh em nào khỏe thì gánh anh em yếu. Còn đến ví dụ như là những cái nhiệm vụ như là language này hay là Breathing hoặc là Hatching nhé, dòng thì mình sẽ kích hết nha. Nhưng bạn nào không làm mình sẽ kích hết. Để những nhiệm vụ đấy rất là dễ, được khi chỉ cần bỏ ra một tí em thôi là có thể hoàn thành được. Ok, hôm nay thế là mình sẽ vào mình nhận là pass anh em ạ. Mùa này mình pass hơi muộn. Ok, đây là toàn bộ những phần quà trong pass mùa này. Ngon ngon nhất là cái con rồng này, à ngon. Ok, mình sẽ nhận là ôn luôn nhé. Đây là toàn bộ phần tử pass mùa này. Ok, mình sẽ là con rồng. À là phần con rồng mùa này khá là cute nhỉ. Mình đến với mấy con rồng trong pan mùa này nó rất là mạnh. Ok, mình sẽ mẻ những cái hộp này. Chúng ta ra phải không có vắt gì không. Mình nghĩ là có cái lượng hộp 20 này thì đã có thế rồi. Ồ ngon. Ok, mốc thứ hai, hòm 35 này, hòm 35 này nhiều khi mở ra rất là ngon đấy. Ủa, anh em thấy không? Thêm một con này nữa rồi, 5 phút thì tuyệt vời luôn. Làm con nữa nào. Con nữa. Ủa, 50 mảnh. À, ok. Còn đây, đây chính là cái hòm ngon nhất rồi. Hôm nay mà mở ra là con này thì thôi, thế là chấm anh em ạ. Let's go. Con gì ngon không? Đủ chán thật. 25 order B heroic, rất là chán. Ok, mình sẽ vào mình làm nhiệm vụ để xem khả năng của mình có bao nhiêu điểm. Ừ, ba của mình còn khoảng 5 điểm nữa nè, 5.000 điểm nữa nè. Chắc hơn là 4.200 anh em ạ. À, sẽ hoàn thành nhận được thứ 6. Nên là hôm nay mình sẽ bút tháp và quẩy danh cho anh em xem. Hôm nay mình sẽ không mang bộ ba này nữa anh em ạ. Hôm nay mình sẽ mang qua lòng nào nhỉ? Xem qua lòng nào hay hay không nè. Ủa, mình mang qua lòng nào vào chiến danh bây giờ nhỉ? Hay là Makama vào chiến. À, hôm nay mình sẽ mang vào những con rồng vật giật tam đi. Con rồng này đầu tiên này, hết sờ thì không thể thiếu được anh em ạ. Hết sờ này. Đây là con rồng thứ ba, là con rồng Defunis. Ok, hôm nay mình sẽ dùng đội hình này để quẩy danh cho anh em xem. Anh em đừng quên like, share, subscribe kênh của hồ mình nha. Let's go.
Đây. Đi full. 530k. Ồ, máu khá trâu anh nhỉ. Không sao. Bắt dụng võ rồi em ạ. Còn đi full mùa rất mạnh em ạ. Theo cái thông tin mình được biết thì như là mùa sau là mùa của Master Duck thì phải. Bóng tối. Cái thằng ngon mình bóng tối thì hết sờ thì thôi. Để ý anh em. Quá là mạnh luôn. Hết sờ mùa sau là bá đây. Để đặt đam là bao nhiêu đam à? 141k. 3 phát này. Hơi ít nhỉ. Cút máu 105k. Quá là ghê anh em ạ. Ok. Cút máu tiếp 122k. Mùa này đi full cực mạnh luôn. Mùa được cái là nó lại sẽ sắp khác anh em ạ. Đây là nó có thể coi là mạnh, cũng có thể coi là yếu anh em ạ. Gặp những con hệ sắt đan thì nhức người. Ok, những đội hình này quá là bình thường luôn. Không có gì mà khó khăn. Ok. Sắt thôi. 143k. Đàm thử 143k. Đua này, có skill Ichatun này rất là hay. Ăn ngon này em. 331k. Hà, sợ thật. Quân máu đâu ấy. Em thấy con dòng cấp 9 này. Máu có kinh khủng không? Búp hai hệ ra này. Máu rất là khiếp. 438k, sợ thật. Nó là ghê. Mình rất muốn là con dích này của mình sẽ lên 5 sao nhưng mà hơi khó anh em ạ. Mình có 1 sao thôi. Nhưng mà con đồng này khá là hiếm. Sắp tới, sự kiện trên tới mình sẽ cố gắng lên một con Hexer nữa. Nó là con Hexer của mình hiện tại là 3 sao. Khoảng 1k mạch nghĩa là mình sẽ lên 4 sao, à 5 sao anh ạ, full 5 sao luôn. Ok. Tạm pre full được bao nhiêu? 255k, chết luôn. Mình phải xoắn anh em ạ. Quá là điều bình thường luôn. Giật tạm chắc chết luôn đấy. Ồ không chết. Giật được 351k. Con Hexer này cũng rất là hên xui anh em ạ. Nếu như mà giật nhiều thì ngon, giật đa phần là giật rất là ít anh em ạ. Hiểu sao, nhà phát hành pick lại rồi sao. Giật hiểu máu phát. Kinh khủng. Ba con dòng leo rừng của mình khá là mạnh không em? Hai con dòng vampire. Cút máu mắc phê luôn. Ồ, đã kích hoạt là block của Kama này. Trận này gặp Kama là hơi cay nhỉ. Còn block có 2 phát nữa thôi này. Ê, may quá, nó không block. Đấy là block rồi. Gắt. Ủa, giật đam 280k. Em thấy mạnh lắm.
nát đó nha. Ok, mình sẽ thay vào con rồng khác. Xin chào anh em, là mình sẽ mang Parameter Paris. Ok, chơi luôn. Chết đi. Đội con rồng này khá là yếu anh em ạ. Đang một mình Parameter là có thể cân được này. Vâng, đại kỹ thuật. Mang chơi luôn, làm phát chết luôn. Đây là một em bạn khá là yếu thôi. Cái này mình sẽ để cho một mình ra một cái cân. Cái gì bất bật. Cái này mà 482.000 gì. Không tốt. Ok. Vậy là mình đã hoàn thành xong 6 trận. Giờ mình đợi trận thứ 6 thôi. Giờ còn 2 điểm, 2.000 điểm nữa anh em ạ. Mình sẽ để cho anh em làm nốt nhé. Mình làm cái này là quá ok rồi, bạn Đức này. Sinh nhật. Xem nội dung của bạn ấy nào. Ồ, mức 5.200 phút thì tổng này là quá bá rồi anh em ạ. Kinh dị luôn đấy. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.